Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu top căn. Hello các bạn. Đây là một sự kiện ăn mừng sự ra mắt của top căn Hello mạng Hello các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả với cái form mình. Các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào cái Telegram group nữa nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào nhóm chat nha bạn. Sau khi các bạn join vào nhóm chat xong thì bạn bắt đáp là sự kiện này các bạn tham gia các bạn nhận được khoảng 10 đô đó các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow kênh seller nữa các bạn. Sau khi các bạn follow kênh seller xong tiếp tục mình follow kênh Telegram network của nó nè các bạn. Kênh Twitter của nó các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Bạn mở lên phần mới tiếp tục nè. Tiếp tục enter request link. Thì các bạn copy một cái hashtag này nè các bạn. Và tăng dòng về người bạn nha các bạn. Từ Hello Network nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Đây là request follow. Rồi bạn nhấp vào đây nha bạn. Rồi trên tờ quýt nó thì các bạn like nè các bạn. Các bạn trình dẫn với tờ quýt nha bạn. Các bạn dán cái hashtag nó vào nha bạn. Các bạn tan vào 2-3 người bạn của mình nha bạn. Ở cộng mình cầm bút cù, cầm lấy luôn, rồi tất cả các bạn gửi các bạn. Sau khi các bạn gửi xong thì các bạn mới đáp lên các bạn, các bạn chạy phím các bạn. Rồi sau khi tao quyết mình đã được gửi đi thì các bạn mới đáp lên các bạn, bạn chạy về link form nữa các bạn. Tiếp tục thì dòng đầu tiên mình khai báo thông tin thôi các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn khai báo username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Từ bạn nhập setting copy username Telegram của tất cả các bạn. Tiếp tục dòng thứ hai thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nha bạn. À cộng MMO của bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi một link request nha các bạn. Dưới hashtag đó các bạn. Thì các bạn mang Twitter mình ra nè. Tất cả các bạn chưa bao gặp cùng mình các bạn. Hết giờ một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tweet này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khai nhớ tạm. Sao chép liên kết nè. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì bạn điền dùng địa chỉ EC20 các bạn. Con này chạy trên nền tảng của Hello Network nhưng mà thật ra mình sau này nó sẽ về mình sẽ hướng dẫn các bạn add cái network của nó vào các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ chỉ dùng địa chỉ ETH trên MetaMask giúp mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ nhận này nè, địa chỉ trên MetaMask nè các bạn. Sao chép địa chỉ ETH là giúp mình nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè các bạn. Hoặc là địa chỉ của con HPay Wallet. Mà thôi đi bạn dùng địa chỉ MetaMask đi. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn manage mạng Hello vào các bạn. Vậy mình chào tạm biệt. Các bạn mong gửi xong các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.